Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay rất vui Hà lại gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Chủ đề video ngày hôm nay là cách thu hút tất cả khách hàng gần nhà xung quanh khu vực mình sống về, sau đó gửi lời mời kết bạn tự động và chăm sóc họ tự động, biến họ thành khách hàng của mình. Thì tính năng này rất được các salon tóc, các chủ shop quần áo, các chủ spa thẩm mỹ viện ưa chuộng. Vậy thì làm sao để quét hết khách hàng gần nhà về Facebook của mình? Thì các bạn dùng phần mềm Inbox FB của công ty Zilla Việt Nam. Các bạn mở phần mềm Inbox FB ra. Sau khi các bạn kết nối tài khoản Facebook thành công, các bạn hãy mở cái mục, các bạn thấy không ạ? Ở các tính năng của phần mềm Inbox FB có các tính năng là gửi tin nhắn, lọc tương tác, quét cảm xúc, quét bình luận và quét địa điểm. Thì Hà đã có các video hướng dẫn quét cảm xúc, quét bình luận và gửi tin nhắn tự động kèm hình ảnh rồi. Bây giờ hôm nay Hà làm video hướng dẫn quét địa điểm. Thì sau khi các bạn vào mục quét địa điểm xong, các bạn mở lên thì các bạn nhập địa điểm mà các bạn muốn quét ở đây. Thì ở mục quét địa điểm này nó sẽ ra rất là nhiều cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là những người đặt nơi đến, nơi đi và nơi sinh sống tại cái địa điểm mà bạn gõ thì nó ra. Một nữa là các những người đặt tên Facebook giống như là địa điểm, giống như là cái từ khóa các bạn search thì nó cũng ra luôn. Ví dụ nhá, Hà search Yên Thành, Nghệ An là Hà muốn quét khách ở huyện Yên Thành của Hà đang sinh sống. Thì khi mà nhấn nhập xong, các bạn nhấn nút tìm UID thì sẽ ra những trường hợp sau. Thứ nhất là những người đặt tên Facebook là Yên Thành, Nghệ An, nó sẽ ra. Thứ hai là những người dùng Facebook mà check in tại có cái UID tại Yên Thành á, hay là đặt nơi sinh sống tại Yên Thành thì nó sẽ ra luôn. Đó, thì bắt đầu các bạn sẽ thấy đây, ví dụ như là Sượng Mi Dã này. Đấy, đây là đầu tiên là những người có nick Facebook tên Yên Thành, Nghệ An sẽ ra trước. Đó. Sau đó các bạn kéo lên, các bạn kéo lên thì sẽ thấy những người là không đây, như ví dụ như Phan Thanh Hường, Phạm Thị Hạnh, hay là những người thế này, ví dụ Phạm Huyền, bạn này ở xã Hậu Thành, Yên Thành là bạn bè của mình này, thì mình nhận ra này, tức là bạn này cũng đặt là nơi sinh sống là Yên Thành thì hiện ra. Thì đối với những người mà đã là bạn bè của các bạn, khi mà các bạn lưu thành tệp về, các bạn gửi lời mời kết bạn tự động thì nó sẽ báo lỗi. Nhưng mà không sao, các bạn họ đã là bạn bè của mình, các bạn cứ ấy lại thôi, cứ để cho phần mềm nó tự lọc, nó tự bỏ qua những người đã là bạn bè thì nó báo lỗi. Và đối với những nick mà có avatar trắng như thế này, tức là Facebook nó không hoạt động nữa, thì sau khi các bạn quét xong thì các bạn lưu thành tệp. Sau khi lưu thành tệp thì các bạn có thể bỏ qua. Đấy. Hà cho nó tạm dừng chút nhé, tại vì thời gian chạy này rất là lâu, sẽ phụ thuộc vào cái số nick mà tìm kiếm thì có thể lên đến hàng nghìn, cho nên Hà tạm dừng đã. Lúc nào kết quả ok thì Hà sẽ hướng dẫn các bạn tiếp, các bạn đợi chút nhé. Đây, lúc mà quét xong thì nó sẽ ra như thế này, còn 3.259. Tức là cái tệp này là hơn 3.300 người. Đó, khá là nhiều đúng không ạ? Bây giờ lưu mỗi tệp 50 người thì phu danh sách của mình luôn. Ok nha, sau khi mà quét xong rồi như thế này, nó không hiện cái chữ chạy trên này nữa, và nó hiện hai cái dấu vuông cho các bạn sao chép, thì các bạn ấn vào đây nhá. Ấn vào đây, sau đó các bạn nhập tên tệp, thì các bạn đặt sao cho dễ nhớ là được. Khách hàng Yên Thành, ví dụ Hà đặt như vậy. Sau đó các bạn để cái tệp mặc định là 50 người nha, đừng có ấn gì vào đây. Các bạn ấn nút lưu và đóng. Các bạn không nên đặt tệp 100 người, đặt tệp 100 người đến khi ấn kết bạn thì dễ bị lỗi lắm. Không, tại vì là kết bạn nhiều quá. Sau đó thì các bạn ấn nút back mũi tên, ấn nút mũi tên trên góc quay lại và vào mục tệp đã lưu để kiểm tra. Đây, khách hàng Yên Thành rất là nhiều. Ôi, mẹ ơi, nhiều quá. 65, tính cả tệp không là 66 tệp, mỗi tệp 50 người. Ôi, khai thác lúc nào cho hết. Thì bây giờ nha, bây giờ ví dụ nha, các bạn mở tệp khách hàng Yên Thành 17 ra. Thì có những nick mà không hiện avatar, hoặc là các bạn nhìn ảo quá thì các bạn có thể xóa luôn nha. Ví dụ như nick này, các bạn ấn nút xóa luôn. Hoặc ấn nút xóa này. Đó.
rất là nhiều nữa. Rất là nhiều nữa, đó. Thì các bạn có thể ấn xóa được. Và sau đó thì cái tệp này các bạn ấn vào nút 3 chấm sẽ thực hiện được cả thao tác dành cho tệp. Ví dụ như là đổi tên tệp, thêm bạn bè. Ví dụ như là khách hàng Yên Thành 17 này, các bạn đã thao tác xong tệp này, các bạn đã ấn thêm bạn bè và chạy tương tác xong, thì các bạn có thể xóa luôn tệp hoặc là đổi tên tệp, tệp đã kết bạn. Đó, các bạn đổi như vậy để dễ phân biệt với các tệp khác. Thì sau khi mà các bạn ấn, các bạn có thể dùng ba cái chức năng này, thì Hà đã có video hướng dẫn riêng rồi, Hà không làm ở video này nữa. Thì chạy tương tác này các bạn kết hợp với phần mềm Auto FB để thả cảm xúc tương tác với 5 bài gần nhất của 5 bài gần nhất của những người ở trong tệp khách hàng này. Đó, các bạn có thể làm cả chức năng đó, hoặc các bạn có thể ấn thêm bạn bè, các bạn có thể ấn gửi tin nhắn. Lúc mà các bạn ấn thêm bạn bè này, ví dụ nhé, những người đã là bạn bè của các bạn thì nó sẽ hiện là đã kết bạn đó. Hay là những người mà có nhiều người thì họ không thích người kết bạn mới, nên các bạn họ tắt cái nút kết bạn đi, họ để lại thành nút theo dõi, thì đây sẽ hiện ra là đã tắt kết bạn. Còn khi mà đã gửi này thì nó tức là thành công rồi, đó, ok rồi đó. Thì đây là cái cách để các bạn quét khách gần nhà về nhé. Các bạn nhớ thực hiện mục này và mỗi ngày kết bạn mới 50 đến 100 người, chạy tương tác, gửi tin nhắn cho họ và gửi các chương trình khuyến mãi của các spa, các salon của các bạn dành cho họ nhé. Ai cũng muốn đến cái spa gần nhà để làm, đúng không ạ? Không ai mà đi các tỉnh khác để làm cái mày, cái môi, làm đẹp cả. Cho nên các bạn khai thác khách gần nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp các bạn ở video sau. Hà sẽ gửi link video kết hợp auto và inbox cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhé.